trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hôm nay thì phải nói là cái thức phim này thì cái thức phim đầu tiên mà chị xuất hiện ở trên kênh bản em cô bác ạ. Vâng đúng rồi cô bác. Chào được xin được mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, là hiện tại cháu Lực đang ở nhà em Quân 14 tuổi bên anh chị Quyền Hiển TV và bên kênh Hoa Cải Vàng của bạn Trình cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng có được sự đồng ý của anh chị Quyền Hiển với lại bạn Trình rồi và ra bên này. Thứ nhất là thăm công trình của nhà em Quân một chút cô bác, và cũng ghi hình lại cho, ghi hình chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực vào và khám phá ngôi nhà của em Quân một chút cô bác nhé. Và lý do thứ hai thì hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của cô bé ở bên Mỹ, cô có gửi cho anh A Hầu, thì cháu Lực sẽ tiện thể là đi xuống huyện thì cháu Lực sẽ tiện thể là cầm ra cho em Quân luôn. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào và xem anh A Hầu thì có trong không. Nếu mà có anh A Hầu trong thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này tới cho A Hầu luôn cô bác. Cái khung cảnh này và cái con đường này thì cũng rất là quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Anh chị Quyền Hiển TV thì cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi cô bác. Bây giờ thì không nói nhiều nữa. Xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi vào và thăm ngôi nhà thế kỷ của em Quân cô bác nhé. Được không? Rồi thì cháu Lực ra thì cũng có mua thêm là ít nước cho mấy anh em thợ trên anh chị Quyền Hiển. Ôi, chào anh nhá. Vâng, anh Hầu có ở đây không anh? Đi đâu rồi à? Vâng. Cái đội thợ này có phải đội anh Hầu nữa không anh? Không phải đâu à? À đội mới rồi anh. Đây, cái lán này thì cũng đã rất quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Rằng là cái lán này trước đây mà mới lên thì anh Hầu cũng đã từng ở đây rất là nhiều. Gần như là hoàn thành cái ngôi nhà của em Quân luôn. Cái này thì cắt ra để chát hả anh? Hôm nay có mấy anh em làm đây anh? Hôm nay có 3 anh em rồi. Anh là anh tên gì anh à? Trung. Anh Trung à? Anh Trung năm nay được bao nhiêu tuổi rồi anh? 27 tuổi đấy. 27 tuổi à? Ôi thế vẫn còn trẻ nhỉ? Sắp hoàn thiện chưa anh? Đã hoàn thiện rồi. Đã hoàn thiện rồi à? Ở dưới đây có mấy anh em anh? Có 2 anh em nữa. Có 2 anh em nữa à? Thế thì uống nước đi xuống uống này, uống ở đây luôn này. Vâng, thế em đi vào xuống trước nhá. Ở đây thì có thêm một anh nữa này, em chào anh nhá. Anh em mình uống nước ở đâu, uống nước ở đây, uống nước ở dưới kia. Vâng, thế em cầm vào đây trước nhá. Đây, một cái ngôi nhà cũng khá là đẹp cô bác ạ, khá là khang trang nữa. Đây, cái góc nhà của em Quân thì ở gần đường quốc lộ luôn này cô bác này.
Ôi dây điện này chắc phải hoàn thiện nhà xong mới kéo lên nha anh nhở. Vâng. Đây là dùng để mình chắt đúng không anh? Mấy anh em nghỉ tay giúp uống nước này anh. Vâng. À, đi xuống anh vừa làm vừa uống à? Nước anh ơi. Anh uống nước anh. Ủa dưới kia thì có vẻ là đang chắt đây nhỉ? Đúng rồi. Thế thì anh em mình đây, em để nước đây nhá. Anh em mình uống nước một chút đã. Ông ở kia ơi. Chị nóc ngoài áo ơi. Anh chính con lon nhỉ? Ừ, khá lắm rồi. À chị đúng ạ. Ấy, thóc cho mình phân chân ạ. Anh các anh thợ thì phải nói các anh thợ bên Quyền Hiển TV cũng như là đội thợ của cháu Lực thì không ai là không biết hút thuốc lào cả cô bác ạ. Uống nước một tí anh. Ngồi nghỉ nghỉ tay uống nước một chút rồi tiếp tục làm. Hôm nay liệu có chắc hết không anh hôm nay em? Hôm nay chết hết à? Quẩy cũng nhanh nha nhở. Này hướng của nhà em Quân là mặt tiền là đi vào đường quốc lộ luôn này cô bác này. Đấy đường này thì có vẻ như phải nói là rất là tiện cho những cái công việc sau này của em Quân đó cô bác. Có thể như là sau này em Quân lớn lên thì có thể là mở ở đây một cái cửa hàng tạp hóa thì cũng được. Ở đây thì có rất là nhiều xe ô tô qua lại luôn. Ở đằng sau nhà của em Quân thì có một cái dòng sông, dòng suối rất là lớn luôn các bác này. Hiện tại thì đến mùa này thì không có nước nhiều, chỉ có nước là độ tầm tầm thôi. Máy nữa đến mùa mưa, mùa lũ thì phải nói là nước phải ngập hết cái chỗ tảng đá màu trắng trắng này các bác này. Ở đây thì còn là cây trống rất là nhiều. Sau này thêm một thời gian nữa thì hoàn thiện ngôi nhà của em Quân thì sẽ đi vào và dọn dẹp hết tất cả mọi cái, thì phải nói một cái ngôi nhà mà rất là sạch và rất là thoáng luôn các bác. Mấy anh uống nước nhé, em đi xuống em tham quan đi. Đường này có xuống được không anh? Xuống được hơi khó à? Nhà của em Quân thì theo như cháu Lực nhìn thấy là có 3 tầng đúng không bác này. Đấy, cô bác anh chị có theo dõi được ở trên bên kênh anh chị Quyền Hiển TV cũng như Hoa Cải Vàng thì cũng đã biết được rằng là ngôi nhà của em Quân là có 3 tầng cô bác. Đây, ở đây là tầng thứ 3 rồi. Tầng thứ 3 thì trên này gồm có là một cái phòng khách cộng thêm là một cái phòng ngủ nữa. Cửa phòng ngủ thì đã được anh chị là lắp sẵn luôn trước rồi. Đấy, ở đây trên này thì cũng đã được là các anh là ốp lát xong hết mọi cái rồi. Đấy, cũng như cái cửa lưu hình đấy cô bác này. Lưu hình thì có những cái vân sen hoa rất là đẹp luôn. Ở đây thì các anh cũng thiết kế thêm một cái khung cửa bằng sắt nữa để tránh cái trộm mà phá được cửa sẽ không có vào được nữa. Đấy, bây giờ thì có thể là ngôi nhà đang dần vào hoàn thiện thì ở trong nhà sẽ để rất là nhiều đồ đạc của bác cũng như là cánh cửa này. Đấy, ra phía bên này là cái phần lan can của bác này. Ở bên này thì có vẻ là phải nói là có một cái view nhìn khá là rộng rãi luôn các bác. Đằng sau nhà của em Quân thì vẫn còn có rất là nhiều đất này. Sau này em Quân có thể là tận dụng ở đây là làm vườn rau này cũng như là cây ăn trái, trồng mọi cây ăn trái nữa. Ở cái hành lang này thì phải nói là khá là rộng rãi và khá là thoáng mát các bác ạ. Ở đây thì cũng được là anh chị Quyền Yển cũng có thiết kế lên trên rất là cao này các bác này. Trên kia thì cũng được anh là hàn thêm cây sắt để anh cho nó chắc chắn cái phần lan can này đi. Nói bây giờ là tôi được ở trên này và cảm nhận được rằng là cái phần lan can này rất là chắc chắn các bác. Mặc dù là nó hơi cao một chút nhưng mà cũng đổ lại được là mình có một cái view phải nói là khá là đẹp các bác. Khi mà chiều chiều mà mình ra bên này ngồi mà hóng gió thì phải nói là rất là mát các bác.
ở phần phía bên kia thì là cái ngôi nhà mà cái ngôi nhà chủ đất của nhà em Quân này các bác này. Hải Cháu Lực đang nhìn thấy bà là chăn trâu. Khu bên này thì phải nói là rất là đông đúc luôn các bác, xe cộ không như trên nhà của em Sử. Nhà của em Sử thì phải nói là ở trong thôn, trong bản thì một cái nó hơi hẻo lánh một chút các bác. Hôm nay thì anh chị Quyền Niệm thì cũng đi vắng, bạn Trình cũng có lên trên nhà của em Quân rồi, thành ra là không có gặp mặt được anh chị Quyền Yên cũng như là anh A Hầu nữa. Còn là về anh A Hạ, còn là về anh A Hầu thì chắc một tí nữa Cháu Lực đi xuống nhà của anh chị Quyền Yên thì Cháu Lực sẽ trao cái phần quà này tới cho anh A Hầu sau cô bác. Đi em đi xuống dưới này tham quan tí được không anh? Được. Cầu thang này thì các anh cũng chắp luôn hết chứ? Ốp lát hết rồi anh. Theo như hôm nọ mà Cháu Lực có theo dõi được bên anh chị Quyền Hiển ấy, rằng là cái phần không cửa sổ, cái phần tầng 2 này thì cũng được là có chị Nguyệt Thúy ở bên chị Nguyệt với chị Thúy cũng hỗ trợ thêm nữa. Chị cũng có nhắn tin cho Cháu Lực nói như vậy này. Ở đây thì có thêm một cái phòng ngủ với lại thêm phòng nhà bếp nữa các bác. Ở đây thì bây giờ đang dần vào hoàn thiện thì chắc chắn là ở bên trong nó sẽ hơi bừa bộn một chút cô bác. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho các anh em đội thợ. Bên này thì là cái ngôi nhà vệ sinh của cô bác. Ôi phải nói là để ô thoáng rất là to cô bác ạ. Cháu Lực cũng nhìn thấy là những cái bức tường các anh xây lên khá là kiên cố và chắc chắn. Ở bên này thì lại có thêm một cái cửa sổ nữa các bác này. Cửa sổ này thì 1m x 1m2. Cửa sổ như này thì nhân bao nhiêu anh? 1m x 1m2 à? Cửa sổ này thì phải nói là rất là to này các bác này. To hơn cả nhà của em Sử nữa. Nhà của em Sử thì tất cả cửa sổ mọi cái thì Cháu Lực đều để là 80 x 60 thôi các bác. Ngôi nhà của em Quân thì sẽ là ngôi nhà mà mới có 3 tầng luôn các bác. Nó là cái thế đất của nhà em Quân thì cũng được anh chị Quyền Hiển là phải thiết kế lên rất là nhiều các bác, thì mới lên đến tận độ là tầng thứ 3 này. Ở đây thì Cháu Lực cũng nhìn thấy là các anh để cái phần móng đá này rất là kiên cố và rất là chắc chắn các bác. Ở đây là các anh làm một phụ là hai thợ à? Hay là cả ba thợ đấy? Hai thợ, một phụ. Hai thợ, một phụ à? Cái phần bức tường ở dưới tầng 2 là không phải đội anh A Hầu nữa anh, là đội anh à? À vâng. Vâng. Mai chắc là được ốp lát hết rồi anh nhỉ? Mai nghỉ anh. À, mai lại giúp người ta à? Cái mùa này cũng là mùa ăn cưới, cái kiểu thành ra là nó cũng hơi khó khăn một chút nhỉ anh nhỉ? Vâng. À mai đi giúp nhà anh chị Quyền Hiển à? Vâng. Ở đây thì nhìn cái phần móng này các bác, cái phần cái này chỗ này gọi là cái gì anh nhỉ? Thanh này gọi là cái gì nhỉ? Dầm. Dầm. Ở đây thì cái phần dầm thì cũng được anh chị Quyền Hiển cho anh em đội thợ phải nói là đổ rất là to các bác. Đấy, bây giờ thì Cháu Lực sẽ ghi hình một chút cái thước phim ở trên cao cho tất cả cô bác anh chị là cùng nhìn thấy từ trên cao xuống ngôi nhà của em Quân.
Phần sân của nhà em Quân này phải nói là khá là rộng cô bác, rất là rộng luôn. Còn trên nhà của em Sử thì phải nói là cái thế đất của nhà em Sử thì không có được sân rộng như thế này cô bác. Ở đây thì hôm nọ anh chị Quyền Hiền cũng có chia sẻ lên kênh và cho Lực cũng có biết rằng là từ chỗ nhà em Quân lên tới phần đường cái này là 9 mét cô bác ạ. Phải nói là rất là xa. Anh vừa đâu về anh nào? Anh vừa sang hai ông cháu với nhà Yên Bơn về. Hai ông cháu nhà Yên Bơn về à? Ờ. Ô, thợ anh không làm đây nè, anh không làm đây nè. Có chứ, anh cũng đang làm mà. Cho anh em làm, anh đi làm đi cùng các em để có xin. Vâng, vâng. Ở đây là thợ cả nên là anh cũng không phải. Vâng. Anh cầm đi. Thôi anh cầm nhé. Hôm nay thì em có một quà này là một gửi cho anh ấy. Của cô bé của bên chưa ra đây anh ạ. Hôm nọ em có nhận được phần quà của cô út cổ bên nước ngoài có gửi cho anh là 2 triệu đồng. Hôm nọ thì em ra đây một lần rồi nhưng mà chưa gặp anh. Chưa có gì gặp anh. Đủ chưa? Hôm nay thì em có công việc ấy, có thể là đi xuống huyện xong là quay ra bên này luôn. Vừa rồi em điện cho anh Quyền thì bảo anh ở bên nhà Yến Bơn. Lúc đấy em định lên trên rồi. Nhưng mà em bảo thế nào thì chắc là ra đây thì cũng đợi anh ở đây. Thế thì hai em là về đâu vậy đấy? Vừa từ tới điện ra đây để gặp anh nhá. Hôm nay thì mấy hôm nay anh cũng chạy suốt hôm qua vừa đưa bé bé em của cá ở bên Lào Cai sang trường. Hôm qua là anh đi học về muộn sang bên nhà thì cũng người đưa đi đưa đến trường. Phần quà của cô út cô ở bên Nam Mỹ thì em có nhận được từ độ tầm là một tuần trước rồi. Đấy, nhưng mà do là em ở trên nhà bao cháu đang có công việc nên là chưa có số được. Anh Hòa, hôm nào có thể là công việc hôm nay thì em sẽ ra gửi anh luôn. Phần quà này là cô gửi cho mình anh là cho gửi một mình anh thôi. Phần quà này thì cô gửi một mình anh thôi đấy. Cháu Hầu chào tất cả các bác và quý anh chị ở bên cạnh bạn em nhé. Hôm nay thì cũng có em ở Đan Đức. Thanh bản em sang này để trao quà cô bé từ Lưu Ý cho cháu. Cháu rất là vui thì cháu cảm ơn cô bé rất là nhiều. Con chúc cô sức khỏe dồi dào và thật là hạnh phúc bên gia đình cô nhé. Ở đây thì khi mà cháu Lực nhận được phần quà của cô bé thì cô có gửi cho cháu Lực và những hoàn cảnh nào thì cháu Lực đi vào hoàn cảnh đó thì cháu Lực mới chia sẻ. Ở đây thì anh Hầu là không phải là hoàn cảnh đâu cô bác. Cô có theo dõi được rằng là thấy Hầu trong quá trình mà làm nhà của anh chị Tuyền Hiền là không thấy Hầu là năng nổi mọi cái thì có gửi là thưởng cho anh Hầu không? Ở đây là còn là bé Khang đúng không anh? Ở đây là anh Khang. Bé Khang này thì bé Khang thì không biết nói đúng không anh? Không nói được. Không nói được à? Được, không biết. Áo được. Bé Khang thì phải nói là rất là tội của bác ạ. Một cái cậu bé đấy, hôm nay là theo anh lên bản xuất. Theo anh lên bản xuất à? Vậy vậy báo cả tiếng cho ông chứ à, cho bác chứ. Anh Quyền là đang đi đâu anh nhỉ? Anh Quyền đang có việc đi sang kia đấy, hôm mai mới xuống à, hôm trước mới xuống rồi. Vâng, bác có gì là chiến rồi, trước khi lên đây thì em cũng điện, không điện cho anh không được, sau này em điện anh Quyền em nói là ngôi nhà của em Quân thì rất là khang trang, rất là đẹp cô bác ạ. Khi mà ở trước mặt thì có một cái view, có một cái mặt tiền mà phải nói là cực kỳ mà đắt giá luôn, đường quốc lộ cô bác. Còn bên đằng sau thì có một cái view mà phải nói là rất là mát cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng
gửi cái phần quà của cô Út tới cho anh Hào luôn. Và một lần nữa thì cũng được xin được cảm ơn cô bé. Chúc cô cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cô cũng rất là thông cảm cho cháu Lực. Cô cũng có điện cho cháu Lực và nói là lúc nào điện cho anh Hào cũng được. Thì mới đi sợ là trong cái quá trình mà cháu Lực đi rất là xa, đi xuống đây để lại không gặp anh Hào, nếu lại hơi bất tiện chút. Bây giờ là anh đi về luôn à? Anh đưa bé Chiến về sang nhà ông ngoại, xong rồi sang bên kia để làm thủ tục cho bé Bơn nhập viện. Bơn á? Bơn là bị sao anh? Bơn bị thủng hai bên màng nhĩ rồi. Ui. Bây giờ coi như là hai tai là bây giờ là không chứa, là sau này sẽ không không sau này là không nghe được không anh? Bởi vì là sáng nay thì sang nhà hai nhà ông cháu, nhưng mà là bé vẫn đang đi học nên là đang đi xin, vừa không có thẻ bảo hiểm này. Ui. Có thẻ bảo hiểm rất là phức tạp này. Bây giờ thì đang mới đi sang bên ủy ban để xin giấy tờ để xuống huyện làm. Phải nói là khi các em sống một mình các bác, thành ra là không có bố không có mẹ thì đến cái phần bảo hiểm này không có ai nhắc nhở, thành ra là cũng không có ai không biết là phải làm như thế nào. Thì cũng rất là may hai chị em là có duyên gặp anh chị Quyên Hiền cũng như anh A Hầu nữa, được các bác, các cô, các chú và tất cả khán giả là yêu quý các bé, thành ra là mình có duyên là như vậy các bác. Bây giờ là anh đi luôn chứ anh? Anh ở đây xem mấy anh em một lúc thì mới. Xem là anh em làm một lúc đó. Vâng. Thì anh bắt coi thị trường này mà hôm nay thì đang làm việc nguyên tố là hơi nặng, nhưng mà anh đi chờ sau này họ còn nhà thì anh thì sao cái này bên anh Tiến Vân là cũng chuẩn bị là thi công rồi anh. Bé Kha với bé Chiến đang chạy ra ngoài đường á.
Hay thì em ra đây buổi chiều cũng gặp Quân nữa mà. Bình thường thì Quân thì hôm nay thì cũng thứ hai đi học đúng không? Đi học thời gian là không có gặp được. Bây giờ thì chúng chia sẻ một chút là cái khung hình từ trên cao xuống tất cả các bác chị là cùng chống lực với lại anh Hầu là ngắm ngôi nhà của em Quân một chút các bác nhé. Vừa rồi thì sau một cái thời gian thì cháu Lực ở đây nói chuyện với anh em đội thợ thì cũng anh chị Điển thì cũng vừa mới về cô bác. Anh Quyền thì mấy hôm nay đâu rồi chị? Anh Quyền hôm nay là đang có chút việc phải đi ấy. Cháu Hiển xin chào các bác, chào các quý cô bác ông bà, các khán giả bên kênh Bản Em ạ. Hôm nay thì cháu cũng vừa mới từ trên nhà của em Yến với cả em Bơn xuống đây là cũng gặp mà em Lực. Hiện tại là hôm nay là em ra đây có việc gì? Hôm nay thì thứ nhất ra là thăm chương trình của anh chị. Thứ hai thì em cũng gửi cái phần quà tới cho anh A Hầu. Vừa rồi thì em cũng gửi cho anh Hầu rồi. Lúc nãy là anh Hầu cũng qua đây rồi. Vâng, vừa rồi thì anh A Hầu là đón Chiến với lại cái Khang là đi về rồi. Phải nói là cái công trình của anh chị Quyền Hiển cô bác này phải nói là rất là đẹp luôn cô bác. Thì trước mặt thì là một cái cung đường mà phải nói là mặt tiền là gần được quốc lộ luôn. Và phần phía sau lưng thì có một cái view, phải nói là cái view rất là đắt giá cô bác. Hôm nay thì phải nói là cái thức phim này thì cái thức phim đầu tiên mà chị xuất hiện ở trên kênh Bản Em cô bác ạ. Vâng đúng rồi cô bác, tại vì là chúng cháu thì tuy là ở cùng huyện thôi nhưng mà cũng không phải một xã thì cũng không có hoàn cảnh nào ở bên em Lực cả, gần gần bên xã của em Lực ấy thì là cháu cũng không có sang bên đấy chia sẻ. Thế em hiện tại là đang làm nhà của ba ông cháu ấy, thì hiện tại là tiến độ đã đến đâu rồi? Bây giờ thì hôm nay thì đang chắt rồi, ngày mai thì có khi là đội thợ đã để ốp gạch rồi. Thế là cũng nhanh ấy nhỉ, tiến độ cũng may là thời tiết ủng hộ. Vâng, thì hôm nọ thì thời tiết cũng ủng hộ thì phải nói là trì hoãn được một tuần. Một tuần thì vừa mới làm được tầm 2-3 hôm nay thôi, nhưng mà anh em đội thợ thì cũng phải nói là rất là nhanh, và trong khi đó thì hầu như là có 5 thợ chính, 1 thợ phụ luôn. Thế
ra cũng nhanh đấy. Thì còn là trong thời gian tới thì lúc nào mà nhà em Quân không thì chị cũng bảo em một câu thì nhé. À, chắc chắn rồi. Dài dự tân gia của nhà em Quân đâu bác. Em phải thu xếp thời gian xong là mời cả các ông bà, các bà bên kênh khán giả bên kênh của em nhé. Nếu mà các bác mà có dịp thì chắc chắn là những kênh tình nguyện ở trên vùng cao chúng cháu thì có thể là cô bác cũng là hầu như là khán giả chung thôi. Vâng. Đấy thì kênh nào chúng cháu cũng sẽ... Anh Hầu này, qua đây rồi. Rất là mong quý cô bác ông bà bên kênh bản em là sẽ thu xếp được thời gian và lên chung vui cùng với cả em Quân. Hiện tại thì nhà em Quân ấy thì chị cũng đang đợi cái tiến độ là các thủ tục làm xong, còn về cái kinh phí làm tân gia thì là cũng được không các bà hỗ trợ rồi. Hiện tại là đang đợi các thủ tục là sẽ lắp gạch ở từng ghế này xong nữa thì không biết là có còn kinh phí không. Nếu mà còn kinh phí thì anh chị sẽ cố gắng là sơn cho con nữa, còn nếu mà không có kinh phí thì không sơn cũng được. Vâng, em cũng đi tham quan gọi là một vòng từ trên tầng 1 đến tầng 3 rồi. Đấy, là nói là rất là ấn tượng các bác ạ. Khi mà lúc đầu cháu Lực vừa mới thực hiện ngôi nhà của bác cháu thì cháu Lực cũng đã nói với anh chị Quyền Hiền rồi. Có những cái gì mà không hiểu thì cháu Lực đều hỏi anh chị Quyền Hiền hết. Và cũng rất là may đằng sau cháu Lực thì cũng được có anh chị Quyền Hiền, cũng có rất là nhiều các bác anh chị khán giả theo dõi và luôn luôn nhắc nhở cháu Lực các bác. Thế còn cái thời lượng thông tin hôm nay thì cũng khá là dài rồi cho cô bác ạ. Có lẽ là cháu Lực xin được kết thúc cái thông tin vừa nãy thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị và chị sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào các bác.